Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và đây là Samsung Galaxy S10 5G, chiếc S10 tốt nhất của dòng S10 series đến từ nhà Samsung. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về nó một chút, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy rằng là cái chiếc S10 5G này nó còn có mức giá rẻ hơn so với những chiếc Samsung Galaxy S10 Plus xách tay về từ thị trường Hàn Quốc. Chứ còn nếu mà so sánh với S10 Plus thì chính hãng Việt Nam của chúng ta thì nó rẻ hơn là điều quá là bình thường rồi. Vậy thì tại sao nó lại rẻ hơn những chiếc máy đó, và cũng như là chúng ta cần cân nhắc những điều gì khi mà lựa chọn chiếc máy này? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thật kỹ về vấn đề này nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau so sánh một chút về chiếc Samsung Galaxy S10 5G và chiếc Samsung Galaxy S10 Plus đi, để xem là cái chiếc S10 5G này nó có điểm gì nhỉnh hơn và cũng như là nó có tốt hơn chiếc S10 Plus hay không mà mức giá bây giờ nó lại thảo lên như vậy. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái vấn đề màn hình trước. Thì S10 5G hiện đang là thiết bị flagship của nhà Samsung, được sở hữu kích thước màn hình lớn nhất, đấy là 6.7, cấu độ phân giải là 2K Plus. Sắp tới thì không biết là Note 10 Plus thì sẽ có kích thước màn hình bao nhiêu, nhưng hiện tại chiếc máy này đang là lớn nhất. Cùng với đấy thì nó cũng sẽ được trang bị thêm một số thứ được nhỉnh hơn so với Samsung Galaxy S10 Plus, như là camera trước thì chúng ta sẽ được bổ sung thêm laser để giúp cho camera TOF đo độ sâu chụp ảnh một cách chính xác hơn, hay là thậm chí đối với camera sau thì nó cũng sẽ được bổ sung thêm một camera nữa, nâng số lượng camera lên là 4 camera. Trong đó thì chúng ta sẽ có 3 camera chính vẫn giữ nguyên độ phân giải và những tính năng như trước Samsung Galaxy S10 Plus, và sự bổ sung đó nó sẽ đến từ sự xuất hiện của cái camera TOF ở đây để giúp cho chiếc máy đo độ sâu chụp ảnh mang lại cho các bạn. Ngoài cái tính năng chủ xóa phông ra thì nó cũng sẽ có thêm tính năng đấy là quay video xóa phông, video live focus đấy các bạn. Thì khi đó các bạn sẽ có thêm nhiều tính năng hơn để có thể là sống ảo hay là quay những đoạn video kiểu ạt ạt một tí. Đây là một điểm mà mình đánh giá rất cao cho chiếc Samsung Galaxy S10 5G mà những chiếc máy khác đến từ nhà Samsung hiện nay vẫn chưa có. À, Samsung Galaxy A80 cũng có rồi. Tiếp đến thì về cấu hình, chiếc Samsung Galaxy S10 5G này thì không khác biệt so với chiếc Samsung Galaxy S10 Plus. Chúng ta vẫn sẽ có con chip là Exynos 9820, 8GB và 256GB cho cấu hình cơ bản. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có một tùy chọn khác với bộ nhớ trong lớn hơn, nhưng mà ở đây thì mình đang có là phiên bản 256GB. Như vậy thì các bạn có thể thấy rằng là từ những cái tính năng về camera, từ số lượng camera, từ cái màn hình hay là đến cái cấu hình thì chiếc máy này nó đều tỏ ra tương đồng, thậm chí là nhỉnh hơn so với chiếc Samsung Galaxy S10 Plus. Vậy thì tại sao hai chiếc máy cùng đến từ một quê hương đến Hàn Quốc và chiếc máy này có những thứ nhỉnh hơn chiếc máy kia mà mức giá lại thấp hơn chiếc máy kia? Có phải là do nó đều hay không? Tất nhiên thì không thể nào mà đều được, bởi vì ngay từ đầu video mình đã nói đây là chiếc S10 xịn nhất trong dòng S10 series năm nay, nên là chiếc máy này rẻ do là nó đều thì không thể nào mà đúng được, mà nó sẽ đến từ một số lý do sau đây mà mình nghĩ đã khiến cho chiếc máy này bị tụt giá. Thứ nhất, đấy là về vấn đề phụ kiện. Thì các bạn biết rồi, với những người dùng ở Việt Nam khi mà có những chiếc máy mới thường là hay đi mua những ốp kiểu là hoa hẻ, hoa lá và cũng như là dán màn hình, dán cường lực lên. Nhưng chiếc Samsung Galaxy S10 5G này nó không có quá nhiều những cái thứ phụ kiện về ốp cũng như là dán màn hình ở thị trường Việt Nam. Ví dụ các bạn muốn dán cường lực cho nó hiện nay chưa có. Các bạn muốn mua cho chiếc máy này những cái ốp kiểu đính đá hay là những cái ốp kiểu Iron Man hay những cái ốp nó xịn sò một tí kiểu AUG hiện nay cũng vẫn chưa có. Thế nên mình nghĩ vấn đề phụ kiện là vấn đề thứ nhất khiến cho chiếc máy này không được sự ưa chuộng, thế nên rằng mức giá của nó đã tụt xuống thấp hơn so với chiếc Samsung Galaxy S10 Plus. Cái vấn đề thứ hai đấy là với chiếc Samsung Galaxy S10 5G này, rõ ràng ở thị trường Việt Nam hiện tại vẫn chưa có 5G, thế nên việc để mua một thiết bị có 5G ở thời điểm hiện tại nó vẫn khá là thừa thãi, mặc dù vẫn biết là có thể đến cuối năm nay thị trường Việt Nam của chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ mạng 5G. Nhưng mà các bạn thấy rằng là hiện tại 4G mọi người dùng vẫn quá là đủ rồi, nên là nhiều người vẫn chưa sẵn sàng cho việc là mua một thiết bị có hỗ trợ 5G. Điều đó là thừa thãi, nên đây chính là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đấy chính đến từ việc chiếc máy này sẽ không gắn được hai SIM. Gần đây thì các bạn biết rằng là những thiết bị đến từ nhà Samsung kiểu Samsung Galaxy S10, S9 Plus, Note 9 hay là S8, thậm chí là Note 8, chúng ta cũng có thể là lên được 2 SIM cho những chiếc máy đến từ trường Hàn Quốc bằng một số can thiệp bằng phần mềm. Nhưng với chiếc Samsung Galaxy S10 5G này thì hoàn toàn không, bởi vì ngay từ khay SIM của nó các bạn có thể thấy rằng là nó thậm chí không hỗ trợ cả gắn được thẻ nhớ ngoài mở rộng. Thế nên rằng là khay SIM này chắc chắn không hỗ trợ 2 SIM, mà việc sử dụng 2 SIM nó đã quá là quen thuộc với người dùng ở thị trường Việt Nam rồi, nên đây cũng chính là một lý do khiến cho chiếc Samsung Galaxy S10 5G không được chuộng và mức giá của nó đã bị tụt xuống. Và đấy cũng là những lý do mà các bạn cần phải cân nhắc trước khi lựa chọn chiếc Samsung Galaxy S10 5G này. Vừa nãy mình đã nhắc rồi, thứ nhất, phụ kiện vẫn còn quá ít. Thứ hai, đấy là thị trường Việt Nam vẫn chưa hỗ trợ mạng 5G. Thứ ba, đấy là nó không gắn được 2 SIM. Và thứ tư, đấy là nó không hỗ trợ thẻ nhớ. Và trên đấy là những chia sẻ của mình về chiếc Samsung Galaxy S10 5G ở thời điểm hiện tại và những điều mà các bạn cần phải cân nhắc trước khi lựa chọn nó. Các bạn thấy sao về Samsung Galaxy S10 5G? Xin mời comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy vui, đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.